Ê, đại học Phú Hải. Mày chả kia, đại học trong một kép thôi. À, đây, em rất là vội. Nhà này là 1964. Đây. Hello, hello. Hello, hello, xin chào cô chú anh chị nhá. Mình đang ở Đại học Phú Hải trong một kép. Đây. Đây. Trưởng tỏ để thế thế. Người ta đến người ta xây trường học cho chúng ta đây. Thế các bạn trẻ nói chưa? Đây là khám 6 này, nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường và chính các sĩ phu yêu nước, trong đó có đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế. Thời Mỹ đây là phòng chết điển hình của trại. Đấy. Cái tường xây rất là dày. Đây là cái cửa sắt ngày xưa. Đây. Đó. Đây là phòng tập thể. Đấy, chúng ta thấy chưa? Ở đây mọi người, đây là mô hình nhưng mà đều bị cùm hết đấy. Đều bị cùm hết. Quá dã man luôn. Người này sát người kia. Hello, em chào anh Thông Quang nhé. Em địa điểm đầu tiên. Ôi, phòng này là phòng giam tập thể. Từ 80 đến 100 mà đến thời kỳ Mỹ Ngụy thì có hơn 180 người. Nhiều khi mà cái thùng vệ sinh chưa kịp chuyển đến tay người cần thì vệ sinh đã đi ra lề nhà. Con bê bê biết là phòng giam. Chính vì vậy mà trong giai đoạn đó nhà tù Côn Đảo có hai căn bệnh, đó là bệnh thiếp lị, bệnh sốt rét lan tràn khắp Côn Đảo không thuộc chữa trị. Trung bình mỗi một ngày có từ 10 đến 15 người tù chết ở phòng giam. Nhưng mà không phải lúc nào người tù bị xích chân ở đây, bình thường vẫn được thả tự do lên nhà. Quá dã man, ở trên trần này là người ta có lưới bắn ở trên trần. Dạ vâng, nhập học anh Đức Quang. Đấy, đây này, nó sang nó xây cho chúng ta trường đại học. Có nghĩa là ở đây là các phòng đều như nhau, đều bố trí như nhau, chứ không phải là đấy, về cơ bản là như vậy. Và vừa rồi nghe hướng dẫn viên có nói là đến cái giai đoạn bệnh kiết lỵ và bệnh sốt rét thì rất nhiều người, trung bình hàng ngày từ có từ 10 đến 15 người chiến sĩ cách mạng của chúng ta là phải hy sinh ở đây vì bệnh tật. Quá là văn minh luôn, quá tuyệt vời. Đấy, chúng ta đây. Đấy, chúng ta thấy chưa? Và có lẽ kia là trong kia là bể nước. Ừ.
nhốt như này mà cái môi trường như thế này mà nhốt hơn 100 người trong một phòng thì cũng quá là kinh khủng, quá là kinh khủng. Có nghĩa là về tư liệu lịch sử thì có nghĩa là không phải lúc nào mọi người cũng bị xiềng xích như thế này. Người ta có nghĩa là người ta bọn cai ngục á, nó cũng để cho một cái thời gian ngắn để cho mọi người ra cái sàn này này để hoạt động, chắc là nó cũng sợ là trong quá trình đó nó chưa kịp khai thác thông tin thì nó tra tấn và nó giam giữ như thế này thì các sĩ phu yêu nước, đúng không ạ, các nhà hoạt động cách mạng của chúng ta đã hy sinh rồi, nên nó không muốn cái điều đó và nó muốn khai thác, thế nên nó cũng có mục đích của nó cả thôi. Đấy, một cái phòng như vậy, đúng không ạ? Giam giữ rất là đông. Và đây là cái cửa sắt này, cái cửa của nó này. Ở ngoài cái cửa này, cái cửa này là cái cửa sắt ở trong, thì còn một cái cửa nữa ở ngoài này. Dạ đông anh, đây cái cửa này, cái cửa này thì nó cũng là bằng gỗ tương đối là dày nặng, ui rất là nặng, ui cái khóa cửa này, đấy cái khóa cửa này chúng ta thấy nặng. Và có lẽ là các cái cây này, cây cổ thụ này, cái đây là cái bàn này. Chắc là có từ ngày tất cả các phòng giam giống nhau xem một cái phòng giam này không? Dạ giống nhau. Đấy, giống thế nhau. Nên là mọi người tham quan một phòng thôi. Một phòng là gọi là quá là kinh khủng. Bọn này. À, đây này. Phòng giam số 7 là nơi giam giữ các đồng chí Phạm Hùng này, Lê Đức Thọ, Ngô Gia Tự, Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh. Đấy. Đây đồng chí cụ Ngô Gia Tự là sau khi mà sáng nay ở trong bảo tàng mình có đăng cái clip lên á. Vâng, em chào anh thân nhé. Là cụ Ngô Gia Tự với một số cụ khác đã chế tạo thuyền để vượt biển. Thế nhưng mà lại không thành công. Nên là không ai trở về. Chúng ta nghe rất là đau xót một cái giai đoạn lịch sử như vậy. Đấy, các phòng như nhau hết các bạn. Đây phòng 8 này. Như nhau hết luôn. Không có gì khác cả. Cái mô hình như nhau. Ừ, trong này thì đã ấy đi hết rồi, đã dọn đi hết rồi, thì mình có thể vào thêm mình xem trong này nó là những cái gì. Vâng, chính xác đây là một cái bể nước nhỏ như thế này. À, đây là nhà vệ sinh. Đó. Đấy, ở trên thì vẫn là lưới thôi. Nó làm như thế này thì quá là chắc chắn rồi, đúng không ạ? Chúng ta làm gì, có cái dụng cụ gì mới có thể ấy được. Các phòng giam ở đây là như nhau hết. Và chúng ta có thể thấy là cái chất lượng có thể nói là tương đối là tốt giữ đến bây giờ, di tích lịch sử. Và chúng ta hiểu được rằng là tất cả những cái công trình này thì có lẽ là người Pháp người ta đưa vật liệu, đúng không ạ? Và người ta đưa công nhân, người ta đưa các kiến trúc sư từ Pháp sang để xây dựng nên cái trường đại học trong ngõ kép này. Chứ không phải là người dân Việt Nam chúng ta phải làm đâu. Có lẽ là trước đây em hiểu lầm hay sao ấy. Cái này là câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ, chắc là câu lạc bộ của bọn cai ngục. Chứ tù nhân thì làm gì có câu lạc bộ, đúng không? Đây. Cơ bản là nó cũng đã xuống cấp bởi vì thời gian dài rồi. Đây chắc là nơi hoạt động của những tên cai ngục và cái giờ nghỉ, ngày nghỉ, ăn chơi chắc táng. Tha hồ nhảy múa hát ca, đúng không ạ? Tất cả các vật liệu này thì dĩ nhiên là công nhân là do chúng nó bắt người Việt Nam yêu nước làm tù nhân thì phải làm những cái này thôi. Chứ không thể nó đưa người Pháp sang đây làm. Đúng không ạ? Không đời nào có chuyện đó. Không bao giờ có. Đây, văn minh của nước Pháp. Đây là cái nhà gì đây? Có nghĩa là mình ngày hôm qua, buổi tối ngày hôm qua đó. Vâng, đúng rồi, văn minh lắm anh ơi. À đây, đây cũng là một cái buồng giam. Đấy, vẫn còn nguyên là như vậy. Cái buồng giam này thì cũng giống các buồng khác thôi. Các cái cửa này, cái cửa vào, cũng quy là người ta, nó xây như thế hình thức này. Đấy, rất là kiên cố và chắc chắn. Đây, văn minh đây. Cái này chắc chắn là nó bắt những cái người dân yêu nước rồi các cái nhà hoạt động cách mạng thì nó bắt vào đây để làm những cái này chứ không lẽ nó đưa người Pháp sang làm, đúng không? Không bao giờ có chuyện đó.
đây tái hiện lại cái hoạt động ở nơi thóc lúa này. Đấy. Ở bên này nữa, đây là cối xay. Đấy. Phải lao động khổ sai như thế này đây. Quá là văn minh luôn. Tường là tường đá rất là cao, cái tường kia chắc cao khoảng 6 mét. Xà Lim. Đây. Đây là xà lim số 1, nơi thực dân Pháp đã giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường, trong đó có đồng chí Ngô Gia Tự, Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Trinh. Đây. Đây, các bạn thấy không? Kín, kín. Dạ, em cố gắng đi hết các nơi anh thưa quan. Em sẽ cố gắng đi được đến đâu thì em sẽ đi hết trong ngày hôm nay. Đây. Trong này đang còn chữ viết lại này. Chế độ độc tài phát xít đã, chữ đã nhưng mà không có ấy nhé. Mang tàn, tàn bạo nhưng mà viết là tàn bạo. Thối, thối nát tham nhũng này. Đả đảo thiệu này. Đây chúng ta thấy không? Đấy. Rất nhiều. Đây chắc là các cái vết tích của các cụ mình ngày xưa mà đánh dấu lên tường xem là ở trong này bao nhiêu ngày. Quá là dạ mà. Đấy. Đấy, văn minh đây, văn minh của nước Pháp đây. Quá là văn minh luôn. Cái cửa này thì rất là dày nhá. Úi dồi ôi, dày lắm. Cửa này không, người ta bắn bằng sắt rất là dày, cửa xà lim này, khóa này. Đấy. Có nghĩa là những người yêu nước thì nó sẽ đưa vào đây. Đấy, và các cái xà lim này nó không biết đã có bao nhiêu sinh mạng của những người chiến sĩ yêu nước, của những anh hùng liệt sĩ đã phải bỏ lại nơi đây. Quá là kinh khủng. Đây, đây là xà lim tập thể. Đấy, đây chúng ta thấy không ạ? Nó có đông hơn bên kia thôi. Đông hơn bên kia thôi. Đấy, tại sao người dân Việt Nam lại không có quyền, đúng không ạ? Để thể hiện cái lòng yêu nước của người Việt Nam. À, đấy, tường rất là sâu. Đây, các cái xà lim đây, quá là kinh khủng các bạn. Tái hiện những cái hình ảnh lại, cái mô hình hình ảnh lại. Nếu không có những vị anh hùng liệt sĩ này thì lấy đâu chúng ta có được ngày hôm nay. Không bao giờ có. Đây, có những thành phần mang tiếng được học nào, đại học này, đại học kia ở Úc, lên kênh YouTube phát biểu là sẽ trả lại cho Việt Nam tự do độc lập đấy. Thế thử hỏi bây giờ châu Phi đã được trả tự do độc lập chưa, hoàn toàn chưa hả? Đây xà lim số 8. À đây, trong này là đã từng giam cố thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng này. Nơi đây còn lưu lại 4 câu thơ của người tù tên Huỳnh Văn Chẩn, quê Sóc Trăng, bị đưa vào hầm đá ngày 14 tháng 12 1958. Người cách mạng chịu nhiều gian khổ, dẫu gian lao nhưng vẫn coi thường, bền chí giữ vững lập trường, vượt qua gian khó trên đường vinh quang. Đấy, chúng ta thấy không? Cái nơi đây không biết là bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống. Không bao biết bao nhiêu sinh mạng đó phải bỏ lại nơi đây để rồi lấy cái tự do, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ ngày hôm nay. Đấy, chúng ta thấy rất nhiều. Đây, nó xây, chắc nó xây cái nơi này. À, nhà tù ở Côn Đảo, anh Tiến Mạnh. Em đang đi Côn Đảo, hôm nay em vào thăm nhà tù Côn Đảo. Đây mới là dãy đầu tiên thôi, lúc nãy em có đi qua bảo tàng Côn Đảo thì em đăng lên. Rồi đi qua nhà chú Đảo á, em cũng tính em sẽ đăng lên. Đấy, rất là nhiều các cái xà lim như thế này. Đây, văn minh đây, văn minh của nước Pháp đây.
văn minh của nước Pháp và của nước Mỹ nó thể hiện hết ở nơi này đây. Đây nó chỉ là một góc thôi. Theo như giới thiệu thì nó rất là dài. Cả cái dãy nhà tù này nó rất là dài, nó chạy dài một khoảng rất là dài. Thì em sẽ đi hết. Cố gắng em sẽ đi theo đoàn. Em đi hết để xem là thế nào. Đây. Bài thơ đập đá Côn Lôn. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho nở núi non. Sách búa đánh tan 5-7 đống, ra tay đập vỡ mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sát son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể chuyện con của cụ Phan Chu Trinh. Khu này là khu đập đá Khổ Sai. Nơi đây thực dân Pháp dùng để đẩy ải người tù lao động khổ sai đập đá tại chỗ. Năm 1908, cụ Phan Chu Trinh đã bị phạt lao động khổ sai ở khu đập đá này. Tại đây cụ đã sáng tác bài thơ Đập Đá Côn Lôn nổi tiếng. Đấy. Nó đập đá, nó xây lên các cái công trình này các bạn. Chúng ta thấy các cái tường, đúng không ạ? Nó đều là bằng đá. Cái này chắc là tất cả các cái vật liệu, vật dụng ở đây, kiến trúc này chắc là Pháp người ta chở vật liệu rồi người ta chở công nhân từ Pháp sang đây để xây dựng nên cái trường đại học trong một kép này, đúng không? Đấy. Quá là kinh khủng. Các cái cây này thì rất là lâu rồi. Rất lâu rồi bởi vì rất là to. Có lẽ là từ những ngày đầu. Ngày đầu ở đây. Và có lẽ đây là nơi nhà thờ. Bởi vì ngày đó cũng rất nhiều người yêu nước là các sư phụ yêu nước là người theo các cái tôn giáo. Đây là người ta có thể là nơi cầu nguyện và ấy. Đúng không? Làm lễ. Đấy, mình nói có sai đâu. Đây người ta để chữ giảng đường này các bạn. Các bạn thấy không? Đó, thấy không? Giảng đường này. Mình nói chính xác chưa? À, các bạn muốn biết giảng đường như nào không? Mình đi thẳng vào giảng đường lại cho các bạn xem nha. Mình đi thẳng vào giảng đường này. Chú cha, cái giảng đường này nó hơi lạ. Đó, mình đi thẳng một lèo luôn này. Đây giảng đường nha các bạn. Đây là giảng đường nha. Đó, giảng đường. Đó, thấy không? Chúng ta thấy cái giảng đường không? Không thấy giảng đường không? Đâu có thấy phấn bảng gì đâu, đúng không? Đó. Rồi, giảng đường tiếp này. Rồi, chúng ta đi tiếp. Đi tiếp giảng đường tiếp nha. Đi tới giảng đường tiếp này. Phòng vừa rồi phòng 8, đây phòng 7 này. Đúng không? Chúng ta quay lại giảng đường nha. Quá là tuyệt vời. Giảng đường. Đó, giảng đường. Ok. Các bạn thấy chưa? Đây là giảng đường này. Đó, thấy chưa? Chiêu trò của thực dân Pháp nó kinh khủng các bạn. Bây giờ nó cũng vậy thôi. Và sao vẫn có một vài thành phần me Tây, me Mỹ nó ở chỗ đó. Quá là tuyệt vời luôn. Giảng đường. Bây giờ tôi xây tôi để lại các cái giảng đường này này. Pháp đưa con em của các bạn sang đây mà học, mà dạy. Xem có dạy là có được không? Giảng đường. Đây là cái chòi chúng nó canh. Nó canh. Quá là kinh khủng luôn. Còn nữa rất là nhiều. Rất là dài. Và chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Ta sẽ tiếp tục di chuyển nhé, để mình vẫn giữ cái line này. Đóng ơi, đóng ơi, đóng cái này cho bố ấy, đóng cái mũ bảo hiểm cho bố ấy. Đúng rồi, anh cơ quan nhiều lắm anh. Nếu mà theo như thống kê ngày hôm qua đó, người ta tính khoảng 20 hoặc trên 20.000 người đã nằm xuống ở Cổ Đạo.
mình vừa đi vừa like nên là nó phải bám theo đoàn nữa. Chứ không thì mình cũng không rõ đường ở đây và cũng không rõ là mình phải đi từ đâu đến đâu. Thế có đoàn người ta di chuyển thì người ta sẽ đưa mình đi. À, đây là cái gì ta? Đây là cái gì? Đây vẫn là cái nơi ấy mà. Không, từ từ để xem. Đâu? Bên kia. Ở đây là bờ biển Côn Đảo. Đây rất là nhiều cây bàng to như thế này. Cây bàng to này có lẽ là cái nơi mà ngày xưa đó, khi mà đặt chân lên đây là đã trồng, có người đặt chân lên đây đã trồng các cây bàng này, thế nên nó mới to như thế này. Hình như đâu phải đi về hướng bên này đúng không? Cái bờ biển này rất là đẹp. Cái nơi này cũng không biết là bao nhiêu sinh mạng đã ở đổ bỏ lại nơi đây. Ngày hôm qua em nghe thấy khoảng tầm 20 đến hơn 20.000 anh Thơ Quang. Có nghĩa là hiện nay ở trên đảo thì người ta quy tập về chỉ được ít thôi. Chỉ được đâu đó nếu mà mình cứ tính cho khoảng 2.000 đi. Chứ còn số còn lại là coi như trộn lẫn với lại đất trời và nước biển nơi đây rồi. Không còn nữa đâu. Bởi thời gian nó quá lâu rồi. Đây là mình quay lại mà. Hả? Mình quay lại chứ đâu phải ở đâu. Hay là đi uống nước à? Mình chỉ đi chậm một tí xíu thôi là bây giờ đi tìm đoàn mệt nghỉ luôn. Không, cái xe khách của đoàn đến lúc nãy vẫn đang ngoài kia mà. Người ta đi bộ mà đúng không? Ông không đi nữa à? Rồi, chắc mình tạm dừng cái like ở đây trước đã. Rồi tí nữa tới nơi tiếp theo, điểm đến tiếp theo của trường đại học Đông Ngọc Kép của Pháp thì mình sẽ like lại nhé. Phải đang đi tìm theo đoàn ấy. Cho nên là chắc là phải đi tìm đoàn một tí đã. Mình đã bị lạc mất rồi.